Muay Thái là bộ môn được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho các giải đấu quốc gia, mà gần nhất là giải vô địch các câu lạc bộ mạnh toàn quốc diễn ra tại Tiền Giang từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 4. Từ mùng 8 Tết Canh Tý 2020, đội tuyển Muay Thái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bước vào tập luyện. Ngoài 12 vận động viên nằm trong đề án phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao và được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước tham gia luyện tập, còn có 13 vận động viên tham gia theo hình thức xã hội hóa. Trong năm 2020 này, em thì cố gắng hết sức mình để làm sao mình đạt được thành tích cao để cho tỉnh nhà mình. Mặc dù chưa phải là thành viên chính thức của câu lạc bộ nhưng mà em sẽ cố gắng để mà luyện tập này kia để mà trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ, một vận động viên trẻ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tham gia các giải đấu toàn quốc và mang vinh quang về cho tỉnh. Ở giải vô địch các câu lạc bộ mạnh toàn quốc sắp tới, Muay Thái Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu giành trọn bộ huy chương vàng bạc đồng. Xa hơn, thầy trò huấn luyện viên Bùi Huỳnh Giang đặt mục tiêu giành các suất tham dự đấu trường SEA Games 31 năm 2021 trên sân nhà. Các em rất là sung, buổi sáng tập rất là tốt, trưa và buổi tối đều đặn. Nên theo mà như một huấn luyện viên mình cảm thấy đó là một cái sức mạnh thì sẽ đạt được cái thành tích như mình mong muốn. Với đội tuyển Sudo từ ngày 17 đến 24 tháng 3 sẽ tham dự giải Sudo Cup vô địch các câu lạc bộ mạnh toàn quốc diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Khác với Muay Thái, Sudo đang chịu tổn thất khá lớn về lực lượng. Cả ba vận động viên đang khoác áo đội tuyển Sudo quốc gia là Diệu Tiên, Thanh Hiển và Phương Quỳnh đều không thể tham dự giải vì chấn thương. Bên cạnh đó, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao đang sửa chữa nên đội gặp khó khăn về cơ sở tập luyện. Trong cái giải cúp các câu lạc bộ mạnh toàn quốc này thì đội tuyển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đặt chỉ tiêu là một huy chương vàng thôi, là do điều kiện hiện nay là tập luyện của mình nó nhà cửa sửa hết trơn rồi, không có chỗ để tập luyện, nó ra quá khó khăn. Với lại mấy em mà nằm ở đội tuyển quốc gia của mình đó, hiện nay là có một số đang chấn thương. Đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên đội tuyển Sudo Bà Rịa Vũng Tàu vẫn tự tin hoàn thành mục tiêu của năm 2020. Trong năm 2020 theo cái quy hoạch ngành thì cái quy chương của chúng ta là đạt 300 trong tất cả cái bộ môn quy chương, nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng là sẽ đạt vượt cái chỉ tiêu này để làm cái cơ sở cũng như làm cái nền tảng và làm cái yếu tố kích thích vận động viên chúng ta thi đấu hết mình cũng như là làm cái cơ sở thể lực cũng như thành tích để tham dự tốt nhất trong năm 2021. Để chuẩn bị tham dự các giải đấu trong tháng 3, các đội tuyển khác của Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã trở lại chương trình huấn luyện. Từ tháng 3, hoạt động thi đấu của ngành thể thao cũng khởi động. Mở đầu là giải vô địch cờ tướng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 15 đến 18 tháng 3. Kế đó, giải vô địch cờ tướng toàn quốc tổ chức tại thành phố Vũng Tàu vào ngày 20 đến 31 tháng 3.